Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em đến với kênh FlanKM. Thì anh em hãy ủng hộ mình bằng cách like, share video cho tất cả mọi người cùng biết và đừng quên nhấn đăng ký để có thể theo dõi được nhiều video hơn nữa tại kênh FlanKM nhé. Rồi, bây giờ hôm nay mình sẽ làm một video về BVZ2 Eclipse, một bản cực kỳ hay ho luôn cho tất cả mọi người chúng ta cùng trải nghiệm nhé. Thì cái bản này có điều gì đặc biệt thì mời anh em hãy theo dõi video. Và trước tiên mình sẽ vào cái quyển sách trong bản đồ. Đấy, anh em nhìn xem. Ở đây tất cả các phần lan rất đẹp luôn nhá, anh em nhìn xem. Phần lan của BVZ2 Eclipse. Đấy. Rất đẹp. Và anh em xem cái con mới này là con gì đây? Whistlinger. Đấy. Con này không biết nó bắn ra làm sao đây. Đây. Nó như là cái bông lúa anh em ạ. Lúa mì đấy. Rồi có con này nữa anh em này. Đấy. Con này Crichton Shrimp. Chắc nó là bông băng đây anh em ạ. Rồi. Đấy còn những cây này thì quá quen thuộc với anh em rồi, anh em cũng đã biết về nó rồi. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ vào mình test cho anh em xem nhé. Đây, mình sẽ mở phần cái cây này xem thế nào. Rồi, bây giờ mình sẽ vào phần Dot City này mình sẽ test cho anh em xem nhé. Và mình sẽ đi ải đây, hai nhé. Của Dot City, map Dot City. Đấy, anh em hãy theo dõi video. Bản nạp Eclipse này cực kỳ hay ho và thú vị luôn cho tất cả anh em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn cây cối đi. Đấy. Chọn cây cối. Và sẽ có con mới này, mình sẽ test con mới này cho anh em xem nhé. Mình này. Cây cối ở đây nhiều cây mua rất đắt tiền anh em ạ, rất tốn săn luôn. Cây này 700 anh em nhỉ, quá kinh khủng luôn, 700 này. Halloween này, lửa này 600 này, chuối này 1.000 này, quá khủng khiếp. Dưa hấu bằng 800. Ghê quá anh em. Rồng bằng 500. Rồi bây giờ mình sẽ mua con nào đây anh em. Rồi mình sẽ mua con này nhá. Con đạn đuổi này. Rồi bắt đầu vào trận nhá. Anh em hãy theo dõi xem trận đấu này có gay cấn hay không. Và chúng ta sẽ test plan mới của chúng ta. Hay quá anh em ơi. Nào ăn săn thôi. Các zombie ở đây sẽ cũng rất trâu bò và lầy lội đấy, nó rất đông anh em nhé, trong màn này rất đông luôn. Về BVZ2 Eclipse này chúng nó rất đông và khỏe. Đấy, chúng đã lên rồi anh em ạ. Đặt quả mìn đây đã, tiếp tục trồng săn và lao để chúng ta lấy săn mua các cây cối. Bông lúa mì kia không biết nó bắn ra làm sao đây. Lần đầu tiên test thử cái bông lúa mì. Trông nó cũng đẹp mắt đấy chứ anh em. Đấy, quả mì đã lên hết rồi đấy. Tiếp tục đặt quả mì ở đây đã. Rồi, chúng ta sẽ cho bông lúa mì này nó tiêu diệt các zombie nhá. Ấy, nó bắn hay quá anh em ơi. Ui giời. Ui giời, nó bắn ra cái hạt. Ui. Mạnh phết đi anh em ạ. Mạnh phết. Nó bắn là hạt thóc anh em nhá. Rất mạnh luôn, không phải là chuyện bình thường đâu. Hay đấy. Rất mạnh mẽ luôn. Một viên. Hai viên. 3 viên.
4 viên. Ôi giời, thằng này bắn hay bị lệch thế anh em ạ. Bắn lệch lắm. Bắn toàn trượt thôi. Bắn không trúng mục tiêu anh em ạ. Bắn lệch quá. Bắn lệch quá làm zombie nó tiến lên nó ăn mất hai cái săn vào lao của mình rồi. Nhưng không sao, mình sẽ có cơ hội để giết nó thôi. Rồi tiếp tục trồng vào đây. Mình xem cái con này xem nó hết lửa, xem nó có giống như BVZ2 quốc tế không. Cũng như vậy thôi anh em nhé. Con kia nó lại đuổi đi rồi. Khi bông lúa của chúng ta đối mặt với zombie tầm ô, liệu nó có làm ăn được gì không? Anh em hãy xem nó có tiêu diệt được không. À, nó bắn xuống dưới chân anh em ạ. Ôi giời, thằng này bắn không chuẩn thế nào anh em. Lúc thì dưới chân, lúc thì trên đầu. Không ổn đâu. Không ổn đâu anh em ạ. Cái con flan bông lúa này bắn toàn lệch thôi anh em, không ổn thế nào. Sờ qua, giết đi. Thoát làm sao được sờ qua cơ chứ. Bông lúa này thực ra thì nếu mà mình có thể dùng hoa nút ý, chúng ta cản phá zombie thì nó bắn chắc chuẩn hơn, chứ còn để nó khi nó đi đi thì nó bắn không chuẩn lắm anh em nhé. Lúc thì vào đầu, lúc thì dưới chân, lúc thì trượt đấy. Nhưng mà nó cũng mạnh đấy anh em ạ, chứ không phải là bình thường đâu, nó rất mạnh đấy. Mình sẽ cho xem con gốt này nó hét xem thế nào. Cứ gì gốt này. Con ma này hét mạnh đấy, dữ tợn luôn. Zombie chỉ không gặp thôi, sống sao được đi. Rồi, lửa cháy cực mạnh. Hoa hồng thiêu đốt mọi thứ luôn. Lên đi các cháu. Tiếp tục cho cây lúa ở đây. Ôi, sunflower của mình nó ăn gần hết rồi nha mọi người. Sơ sảnh như cái nó chén sạch sunflower của mình rồi. Nào hét đi. Gốt của ta, hét đi. Tiêu diệt zombie cho tôi nào. Cái con bông lúa này không thể tiêu diệt được zombie combo anh em nhé. Đấy, nó toàn bắn vào đầu zombie combo nên là cái ô của nó chắn mất chắn mất đạn của cái con bông lúa này rồi. Thế là khi bắn vào nó là nó bị bung bật mất luôn. Rồi mình sẽ tăng tốc trận đấu nha. Mình sẽ tăng tốc trận đấu cho nhanh. Đấy, zombie ăn cắp cây của mình đã ra rồi. Mình sẽ tiêu diệt cho nhanh. Lên đi, lũ zombie. Trận này thì chắc chắn mình sẽ thắng rồi. Bởi vì mình chưa mất một cái máy cắt cỏ nào. Các zombie ở đây không thể lên được anh em nhé. Lên là để bị hạ luôn. Cây bông lúa của chúng ta cũng chưa phát huy tác dụng khi ở trong màn này. Nhưng có các cây trợ giúp như là gốt, tức là cái gốt pepper đấy, kama đấy, và bông hồng nhé, cùng với sầu hoa đã hạ gục các zombie một cách nhanh chóng. Đây, đấy. Các flan này cực kỳ ít xăng nên là anh em hãy chọn trong các trận đấu thì rất hiệu quả luôn. Đấy. Cực kỳ ít xăng khi chúng ta dùng trong các trận đấu, và nó cũng thời gian hồi phục xăng của nó rất nhanh, nó ít xăng nên là hồi phục nhanh.
Rồi, sắp kết thúc rồi, đợt cuối rồi anh em ạ. Chuẩn bị đợt cuối rồi. Đấy, còn con zombie nào nữa thì lên đi. Đấy, chúng bắt đầu lên hàng loạt rồi đấy, rất đông luôn. Và chúng ta không sợ gì anh em nhé, không sợ gì luôn, đủ sức để hạ các zombie ở đây. Thôi, lũ cà bô nó lên đông quá và các cây lan của mình không thể hạ được. Các flan bông lúa không thể hạ được các zombie combo. Chính vì thế mà gốt và hoa hồng lửa là một lợi thế cực kỳ cho chúng ta trong màn này. Sở hoa đâu, giết đi cái nhanh. Và kết thúc trận đấu, nhận số vàng thủ. Rồi, trận chiến đã kết thúc ở đây. Thì hôm nay mình đã test cho anh em xem cái con flan mới trong BVZ2 Eclipse. Thì anh em đã thấy được và cảm nhận được sức mạnh của nó khi trong màn thi đấu Lost City. Thì nếu anh em thấy hay, hãy cho mình một like, share video cho tất cả mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn đăng ký để có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn hơn nữa tại kênh Flan Gamer nhé. Rồi, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc tất cả các bạn chơi game vui vẻ.